Chào mừng bạn đến với video số 1, tạo bay và tối ưu. Bây giờ chúng ta hãy tạo nhanh một cái bay. Mấy bước này mình làm nhanh đi ha. Ví dụ, cả nhà có thể tạo một cái bay thì rất là đơn giản thôi. Ồ, mình quên chỉnh tiếng Việt nhỉ. Ok, mình bấm vào cái chỗ... Thôi để Hương chỉnh sang tiếng Việt đi, để cho cả nhà dễ xem. Lên... It is not. Chỉnh nó sang tiếng Việt. Tiếng Việt. Rồi lưu nó. Ok. Như vậy thì nó đã ra tiếng Việt. Chúng ta bấm vào dấu cộng. Tạo. Trang. Đơn giản thôi, nhanh chóng. Chúng ta có thể đã tạo trang. Bây giờ Hường sẽ quảng bá một khóa học Facebook chuyên sâu nha. Quảng cáo Facebook. Giờ giả sử Hường đi bán cái chương trình huấn luyện đào tạo quảng cáo Facebook chuyên sâu và những cái dịch vụ Facebook chuyên sâu hạng mục gì dài quá, nó bảo là chọn cái tên khác, tên này không hợp lệ, dùng tên doanh nghiệp, thương hiệu hoặc tổ chức, tên giải thích, nội dung trang. Chúng ta thử tên là tần tật quảng cáo Facebook. Rồi ok, nó chịu rồi. Có thể dính chữ Facebook ra vô nó hơi kỳ. Lý do nào đó người ta không chịu. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo hạng mục. Ví dụ như là dịch vụ. Dịch vụ kinh doanh chẳng hạn. Rồi ok, mô tả. Ở đây nó bảo là chúng ta có thể thêm 3 hạng mục. Mình chơi thêm đi. Quảng cáo đi. Tiếp thị. Ok, đào tạo. Ví dụ như cả nhà về cái sản phẩm nào đó thì chúng ta có thể là đề sản phẩm. Chúng ta cứ gõ vô cái keyword rồi cái mình coi thử là cái nội dung nào phù hợp. Ví dụ như là trường đào tạo máy tính, trường đào tạo phi công. Xóa đi. Chẳng hạn agency marketing, mua sắm bán lẻ, dịch vụ, tiếp thị qua điện thoại, trung tâm mua sắm. Mình để là agency marketing đây. Rồi mô tả. Mình sẽ thấy đó là giới hạn 255 ký tự. Đây là hướng dẫn quảng cáo Facebook từ căn bản đến chuyên sâu. Chúng ta nên dùng những cái từ khóa mà khách hàng hay sử dụng, chúng ta để ở đây để mình tối ưu cái fanpage của chúng ta lên top Google luôn nha cả nhà. Rồi chúng ta có thể để là mẹo để tối ưu quảng cáo, tiết kiệm chi phí. Các dịch vụ Facebook cung cấp, các dịch vụ Facebook đi. Đấy, cả nhà cũng thực hành theo đi. Mình tạo một cái bay, mình mô tả. Các ông mà đang làm thị trường nước ngoài, đang làm kênh Clickbank hay làm Affiliate Marketing thì mình cứ mô tả bằng tiếng Anh. Mình lên mấy cái trang bay mà nó đã có một cái lượng like, lượng follow lớn đang hoạt động ở trên Facebook ấy. Mình coi thử họ mô tả cái gì, mình bắt chước. Mình có thể sử dụng tiếng Anh của họ hoặc là mình lên Google, mình gõ những cái câu tiếng Anh. Những cái bay khác nhau, mình hỗn hợp ra cái nội dung mô tả fanpage của chúng ta và copy bỏ đây. Yên tâm đi, mọi người không cần phải đẳng cấp và bureau tiếng Anh đâu. Tạo trang. Mấy cái này có thể chỉnh sửa, nên chúng ta cứ tạo đi đã. Vừa học vừa làm đi cả nhà. Không là nó sẽ tốn thời gian lắm. Học qua một lần rồi tí nữa làm lại thì nó sẽ tốn thời gian. Cứ làm theo đi, mình sẽ hiểu nhiều. Thêm ảnh đại diện. Thêm ảnh đại diện có nghĩa là cái gì? Ví dụ như một cái bay, chúng ta có như ảnh đại diện. Ví dụ như ban bay xách laptop lên và đi. Bài này mới tạo thôi, mới hoạt động đây thì thôi. Bây giờ cả nhà cứ tham khảo ảnh bì và ảnh đại diện. Thì trên cái ảnh đại diện ấy thì chúng ta có thể là thiết kế cái logo của công ty mình bỏ vô, hoặc là mình sẽ thiết kế một ảnh khác, cái
thương hiệu cái sản phẩm hoặc là cái sản phẩm của chúng ta hiện lên. Rồi bây giờ có cái ảnh bìa Facebook ấy, chúng ta có thể thiết kế một cái video như thế này, có tiếng luôn, hoặc là chúng ta có thể để một cái ảnh. Không sao. Bây giờ mọi người biết thiết kế ở đâu không? Lên Canva.com, đây là công cụ thần thánh. Hầu hết hiện nay là các thiết kế đều thực hiện trên Canva dành cho những người gọi là thiết kế không chuyên. Mà cả nhà yên tâm, rất đẹp. Chỉ cần rành Canva thôi, không cần phải rành gọi là Photoshop này nọ các thứ đâu. Chưa giao phức tạp, mình chỉ cần Canva thôi. Mình tốc độ lên, mình không cần phải dậm chân tại chỗ để mình học những cái cao siêu ở trên Photoshop. Ok, thì chúng ta sẽ thiết kế một cái ảnh. Mình thiết kế một cái logo, hoặc là mình thiết kế một cái logo đi ha. Thiết kế một cái logo để làm cái ảnh đại diện. Ở đây trên Facebook nó cũng có nè, là bài post Facebook. Đây là cái bài post Facebook, cái khung, cái kích thước ảnh nó làm sẵn cho bài post Facebook. Rồi có cả những cái liên quan tới ảnh bìa. Thì anh em lướt qua một dòng, mình sẽ thấy rất là nhiều cái form sẵn cho YouTube này, cho sale Facebook post, những cái bài post để bán hàng trên Facebook. Đấy, trên tùm lum lướt qua cái nha cả nhà. Facebook shop logo. Rồi thật ra cái ảnh ảnh đại diện ấy thì chúng ta có thể là làm nhiều cái. Đây là có Facebook video này, không nhất thiết là cái logo hồi nãy. Facebook event cover. Đấy, rất là nhiều cái liên quan tới Facebook. Mọi người có thể lên đây cái nào phù hợp mình lấy ha. Ví dụ mình lấy luôn cái Facebook logo đi, Facebook shop logo đi. Mình để cho nó, mình CR, mình coi toàn bộ coi nó có những cái form nào mình bắt chước. Ví dụ như Hường sẽ lấy một cái ảnh liên quan tới Facebook ha. Facebook thì Hường sẽ tải lên này, tải Facebook lên Google. Đây là những cái hình ảnh mà trên Google ấy thì có thể là sẽ dính bản quyền, nên là mọi người có thể tải trên Pixabay nha cả nhà. Pixabay là hình ảnh là được sử dụng miễn phí, nên anh em thiết kế bản ảnh để đảm bảo không bị gọi là dính bản quyền thì chúng ta lên đây chúng ta tải. Ví dụ như mình tải một cái hình nào đó liên quan tới Facebook này, tải hình cái điện thoại đây đi. Cho lâu nó. Oh, lâu. Rồi ok, chúng ta sẽ tải lên Canva và chúng ta thiết kế. Ví dụ như mình thiết kế, mình lấy cái hình nào đây? Đơn giản thôi, lấy hình này. Tự thiết kế đi, nhanh chóng. Tăng tốc lên cả nha. Đừng có cầu toàn quá rồi mình làm chậm rồi cuối cùng mình thấy tốc độ của mình chậm quá mình sẽ bị nản. Nhanh lên. Device này. Mình cho cái ảnh nãy mình vừa tải xuống trâu lâu này, ảnh vừa tải xuống đâu rồi, đây, cho nó lên, cho nó đi luôn, cái này không cần, để cái chữ ở đây cũng được, rồi cho nó lên, cho nó lên. Đó. Facebook. Rồi ok. Cả nhà có thể tự thiết kế cho mình. Ví dụ như Facebook Master. Thêm chữ vô cũng được. Cho nó màu trắng đi. Cái này thật ra nó dễ lắm cả nhà. Nên là anh em nếu mà chưa rành về Canva mình lên mình tự bọc dễ lắm, nên là hướng dẫn ở đây mà mình chơi mình hướng dẫn kỹ Canva nó kỳ lắm, nên anh em tự bọc nha, dễ dễ cực kỳ. Kiểu tròn kiểu chữ nào nó đẹp, kiểu chữ nào đó mình thích tí chẳng hạn, mình cho nó nhỏ lại, mình kéo nó ra một hàng thôi. Facebook Master mình canh chỉnh nó cho nó vừa khung rồi. Ok. Rồi thôi, đơn giản mình làm cái đại diện thôi mà. Đấy. Mình có thể chỉnh lại ảnh đại diện sau nếu mà cảm thấy cái ảnh này nó không phù hợp. Thoải mái. Trong đây có nhiều tính năng đó cả nhà. Mình có thể thêm element luôn nè. Nếu như mình muốn thêm cái mặt mình thì mình cũng có thể thêm vô được ấy.
Ví dụ như mình thêm này, mình thêm element đi. Mình vô mấy cái chỗ này này. Đây. Ví dụ thêm mình CR vô đây. Coi thử cái nào mình để hình của tomato hường vô. Để này đây. Đó. Không. Cái mình cho cái ảnh vô. Ví dụ hường đâu rồi? Hường rồi, có cái hình ảnh nào hường ở đây không? Cho vô. Chui vô đây. Được. Không, cái này thì cũng ít đẹp lắm. Mình không trở về đây. Mình có cái hình ảnh nào nó sáng sủa hơn. Chui hình, trời ơi, hình bánh bèo đây. Đó, chui vô cũng được. Tùy. Mình sẽ adjust nó, điều chỉnh nó. Crop nó. Cho nó bự ra. Crop nó. Đăng. Rồi cho nó bự nếu muốn. Nó cũng không được đẹp nha cả nhà, không được nổi bọn mình có thể điều chỉnh độ sáng, tăng độ sáng nó lên. Đấy, trời ơi cái hình bánh bèo, thôi kệ, mai mốt mình sẽ chỉnh lại và tốn thời gian của anh em quá. Rồi ok, done nó rồi, mình tải ra xuống. Thực ra cái màu sắc mọi người cũng hãy quan tâm tới cái màu sắc nữa nha. Phong chữ này nọ. Ok, cho nó lên. Bay hồi nãy đâu rồi? Thêm ảnh đại diện. Cho nó lên, open nó. Rồi chúng ta đã có ảnh đại diện. Thì bây giờ cả nhà mình có thể thêm ảnh bì hoặc tí nữa thêm cũng được. Thôi bây giờ mình từ từ thêm nha, mình lưu lại đi. Mình ra cái trang đã rồi mình thêm ảnh bì xong. Mình lưu lại đi đã, không cần phải thêm mấy cái này gấp. Kiên trì nha cả nhà. Mấy cái này cũng đơn giản thôi. Ông nào nhiều ông tự mò vô tạo bay cũng được, không cần phải hướng dẫn. Rồi ok, bây giờ mình thiết kế một ảnh bì cho nó, hoặc là thiết kế một cái video bì. Thiết kế một cái video bì thì mình có thể là mình lên những cái công cụ Camtasia bình thường mình thiết kế một cái video bì. Thôi bây giờ mình mới á, thì anh em đừng có gấp. Bây giờ mình thiết kế một cái hình ảnh bì để cho nó lẹ. Đấy, mình kiếm một cái hình về ảnh bì mình thiết kế luôn đi cho rồi. Ảnh bì Facebook mình thiết kế. Mình ra cái Canva lại, Canva.com lại. Mình kiếm ảnh bì. Your design, social media, Instagram bot, Facebook bot, Facebook cover đây. Facebook cover, mình thấy Facebook cover. Đấy, có thể là tiếng Việt, nó sẽ là ảnh bì Facebook. Thiết kế vô. Ví dụ như mình để cái máy tính này. Thường thường ấy, mình nên xây thương hiệu cá nhân. Nếu mà các bạn đang quảng bá tại thị trường Việt Nam á, thì mình hãy xây cái thương hiệu cá nhân của mình. Ví dụ đây là mình sẽ cho nó liên quan tới Facebook này. Ví dụ như mọi người có thể lên element, cho nó cái hình này đi. Tắt cái hình này đi. Cho nó vô. Này chút nhích xuống. Ok. Rồi mà mọi người biết để này vô gì không? Đoán thử xem. Để gì vô? Để mặt mình vô. Nếu mà Hường đang là chuyên gia trong lĩnh vực affiliate marketing, chuyên gia đang sẽ hướng dẫn cả nhà chạy quảng cáo Facebook ấy. Mình đưa mặt mình vô. Ví dụ như để hình đây chẳng hạn. Để đại hình nào đó. Ôi cái này nó không có viền rồi, kiểu là nó sẽ bị, mình phải cho nó cái màu vô mới được. Mình muốn thêm cái hình tròn vô thì mình để cái hình tròn này vô đi. Hình tròn này vô, mình cho cái màu vàng lên, rồi mình lắp cái này lên, nhỏ nhỏ thôi. Vừa. Ok, xong cái mình lại position, mình cho nó forward, mình cho cái hình trong này lên, trong suốt này lên, rồi để cái mặt mình vô. Đó, rồi cái mình nhóm vào đây, mình crop nó, mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Rồi ok, done nó. Rồi chúng ta đã có một cái hình kiểu kiểu như là hình cover, ảnh bì Facebook cho cái page. Mình để là gì đây, gọi là tất tần tật
Facebook Master đi, nó đang bị lỗi phông chữ. Mọi người có thể kìm cái phông chữ nào mà nó không bị lỗi nha. Vì thôi mình thường để phông chữ không bị lỗi luôn đi, cho cả nhà có thể hình dung là tất tần tật. Mình bôi cái này thành chữ màu khác đi, cho dễ thấy chứ đen xì xì sao thấy. Rồi màu xanh vô đi. Nó đang bị lỗi phông đúng không cả nhà? Thôi mình cứ viết đi, mình chỉnh phông lại sau. Về quảng cáo Facebook. Rồi ok, mình bôi nó, mình chỉnh cái phông chữ làm thế nào mà cái phông chữ nào nó không bị lỗi, chúng ta cứ thử thôi. Coi thử những cái phông chữ nào nó không bị lỗi. Vẫn bị lỗi đúng không? Kiểu này không bị lỗi này, cả nhà có thể là tham khảo cái kiểu này hoặc là cái kiểu nào khác mà nó đẹp hơn nếu mình muốn. Đấy, ví dụ tất tần tật cái này cũng không có bị lỗi này. Rồi website là gì? Website của các dịch vụ Facebook là cả nhà có thể là lên là gì? Facebook. À no, FB đây, ký hiệu của facebook.xgirl.vn. Đây là cái dịch vụ Facebook luôn nha. Đây là dịch vụ thật chứ không phải là tạo đùa đâu. Anh em có thể truy cập vào đây để thêm dịch vụ Facebook. Đấy, bây giờ Hường đã xong. Này là HTTP. Nó dễ hình dung, HTTP. Facebook.xgirl.vn. Rồi ok, mình đã download nó xuống. Rồi xong mình bây giờ vào cái trang này, cái page mình đã tạo xong rồi đó cả nhà. Là nó là tất tần tật quảng cáo Facebook. Đây là tên người dùng. Cái tên này khi mà mọi người có khoảng cỡ tên trên 30 like, thôi mình cứ cố gắng mình phấn đấu sao cho trên 100 like đi, rồi mình hãy đổi cái tên người dùng. Ví dụ lúc đó nó sẽ là tất tần tật quảng cáo Facebook. Tức nghĩa là nó sẽ ra là facebook.com sẽ tất tần tật quảng cáo Facebook. Còn bây giờ nó chưa có tên người dùng, bởi vì cái page của chúng ta nó chưa đủ điều kiện để lên page người dùng. Ok, chọn từ ảnh. No, no. Mình sẽ tải ảnh lên. Ảnh hồi nãy mình vừa thiết kế đó. Ok, cho nó lên. Rồi chúng ta sẽ cài. Ôi cái này nó khăn, đang không vừa đây cả nhà. Mình chưa cài vội, mình lên đây mình chỉnh lại. Kiên trì nha anh em. Cái này phải kiên trì đấy. Đi nhắc lại hoài nha. Chỉnh lại đi cho nó vừa. Cái này dùng Canva lâu rồi chúng ta mới mới có kinh nghiệm được. Vào đây mình coi. Mình sẽ chỉnh ngay chỗ cái kính. Lấy cái kính làm cái này làm trung tâm đi, xích qua đây chút. Ok. Tắt bằng tập quảng cáo Facebook, mình bôi vậy cái mình cho nó đi luôn, đi lên luôn. Tắt bằng tập quảng cáo Facebook, cho nó qua đây đi. Đó, như vậy thôi. Rồi ok. Nói chung cái fanpage những cái cài đặt mình cài đặt chỉ có một lần thôi, nên là mọi người cứ cài cho nó trọn vẹn. Rồi cái những cái bài boss, quan trọng là những cái bài boss, những cái đầy thì cài đặt lâu lâu mới đổi hình đại diện một lần. Ok, mình hủy nó, mình chỉnh sửa, mình tải video lên, mình tải cái video khác lên, tải cái hình ảnh khác lên. Vừa mới thiết kế đâu rồi. Số 1 này, open đó. Rồi mình điều chỉnh. Thế thôi, cái bay như vậy thôi. Ôi cái hình này mình, nếu mà sát dưới hình tròn thì tốt nhỉ. Thôi mình lại xin mình lên mình làm lại. Đấy, mình không để ý. Ok, nó phải sát dưới này nó mới đẹp chứ. Cho người bự lên. Đó, tròn. Sát hình tròn chưa? Rồi, vậy nó mới đẹp chứ. Tại nó phát nữa. Rồi, mình hủy thay đổi. Mình tải hình khác lên. Chỉnh sửa. Tải lên. Rồi số 2. Open nó. Nhấn nó xuống. Rồi ok, thế vậy thôi. Nếu mà mình sau này mình chỉnh thì mình chỉnh, không chỉnh thì cũng vấn đề gì. Đấy, mình lưu thay đổi, bấm nút lưu thay đổi nha anh em, lưu thay đổi cho nó hé hé chút ở trên này. Đấy, nút lưu thay đổi. Tùy giao diện thôi, tùy cái máy tính này nọ cả nhà sử dụng. Rồi, chúng ta đã có một cái fanpage
Facebook căn bản là có ảnh đại diện này, ảnh bìa này. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng thiết kế mình tối ưu thêm cái fanpage. Hồi nãy giờ là mới có tạo thôi, bây giờ chúng ta sẽ tối ưu. Thì chúng ta sẽ tối ưu có những cái cài đặt. Ví dụ như cả nhà vô là về cài đặt, cài đặt trang nè, đã đăng trang rồi. Cái này, cái này, cái này, cái này thôi tạm thời là chưa, chưa xem cái này. Mình sẽ vô là thông tin trang, sửa thông tin trang. Đấy, cái tên chúng ta có thể đổi nha. Thường sau một thời gian chúng ta chạy quảng cáo ấy, cái tên của chúng ta giai đoạn đầu có thể đổi được, nhưng mà khi sau một thời gian thì muốn đổi thì cả nhà phải nhờ vào cái dịch vụ Facebook. Nó chỉ giới hạn một cái số lần, hoặc là trong một số điều kiện chúng ta không thể nào đổi được cái page. Nên là khi một số người chọn cái việc là mua cái page nó có sẵn một vài trăm ngàn follow để mình làm cái page đó lên thay vì mình chạy từ đầu, thì khi mà chúng ta mua chúng ta phải chọn những cái bên uy tín nó bán bay, nhưng mà chúng ta phải đổi được cái tên. Nhiều khi nhiều người họ mua xong họ không đổi được cái tên ấy. Đấy, nên là cái việc đổi tên nó sẽ rất là dễ dàng trong những giai đoạn ban đầu, nhưng khi mà chúng bay của chúng ta lâu lâu rồi và đổi tên nhiều lần rồi thì rất là khó đổi tên. Có thể các bạn có thể là thuê cái dịch vụ, thì tất cả những dịch vụ Facebook thì có thể bên trang mà Hường đang tạo ra đây, mọi người có thể truy cập vào tất tần tật quảng cáo Facebook để mọi người xem cái dịch vụ đó. Hoặc đơn giản hơn thì mọi người vào fb.isco.vn, thì nơi đó có những cái dịch vụ nơi mà có các chuyên gia sẽ giúp cả nhà đổi tên khi mà chúng ta không thể nào đổi được cái tên cái bay. Nhưng mà cách thông thường đổi tên bay rất là đơn giản như thế này. Chúng ta chỉ cần là lên chỉnh sửa thông tin trang, đổi tên như thế này. Một số bay đặc biệt, một số bay lâu rồi không để đổi tên thì các bạn nhờ đến chuyên gia. Còn không, các bạn cứ vào chỉnh sửa thông tin trang và các bạn đổi cái tên nó, rồi tên người dùng. Tên người dùng thì chúng ta chưa có được, hiện tại chưa cần đổi tên người dùng. Khi nào mà có 100 like trở lên rồi mình quay lại mình đổi tên người dùng cũng được nha. Đấy, mô tả hồi nãy đây cả nhà, chúng ta có thể đổi lại cái mô tả nếu muốn. Đấy, có thể để thêm mà mình lên coi thử khách hàng hay search về những cái từ nào chúng ta để vào đây. Có thể tham khảo bởi Google Keyword Planner, các công cụ tìm keyword ấy. Tạm thời mọi người cứ mô tả theo bản năng đi, mới mà, từ từ. Rồi hạng mục, liên hệ số điện thoại mình cứ cập nhật vô cho cái page chúng ta uy tín. Nếu như chúng ta quảng bá tại thị trường Việt Nam ấy, thì để cái số điện thoại Việt Nam. Còn nếu đang quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank hay thị trường nước ngoài á, thì chúng ta có thể là để một cái số điện thoại nước ngoài, hoặc là chúng ta không để số điện thoại cũng được. Nếu mà không để số điện thoại thì cả nhà click vào trang của tôi không có số điện thoại, còn không thì cứ để số điện thoại vô bình thường. Ví dụ ở Việt Nam mọi người điền số điện thoại dịch vụ Facebook của Hường luôn á là 0964008800. Rồi email điền vô, ví dụ tomatohuong@gmail.com. Trang web mình để website mình vô nếu có, còn nếu chưa có thì thôi cũng được. Nên có để cái page của chúng ta chuyên nghiệp hơn. http://facebook.isco.vn. Nếu không có thì click vào trang của tôi không có web. Rồi vị trí, điền địa chỉ công ty mình vô. Ví dụ địa chỉ công ty Hường là 223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Kingston Residence, như tòa nhà Kingston Residence luôn. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh. Quận Phú Nhuận luôn đi cho nó chi tiết. Địa chỉ ở Hồ Chí Minh thì có mã zip là 700.000 nha. Nếu như mình chưa biết tỉnh của mình thì mọi người có thể gõ mã zip code Hà Nội chẳng hạn, thì nó la ra là 100.000. Mình tỉnh thành khác thì mình cứ gõ là mã zip code của tỉnh thành khác. Ví dụ mã zip code của Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, vân vân. Rồi chỉnh vị trí của chúng ta trên bản đồ. Nếu mà chúng ta bán hàng trực tuyến thì cũng không cần thiết chỉnh vị trí lắm. Còn nếu địa chỉ chúng ta dễ tìm thì cũng không cần phải chỉnh vị trí. Rồi ok, khu vực dịch vụ. Để vô Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sài Gòn, hoặc là cái chỗ nào đó bạn kinh doanh. Mình để địa chỉ vô mặc dù mình kinh doanh trực tuyến, nhưng mình để vị trí vô để tăng cái độ tin cậy, độ uy tín của cái page của chúng ta. Chọn chế độ luôn mở cửa nếu mà chúng ta có bot hoạt động.
Như Hường thì web của Hường luôn mở cửa bởi vì luôn có chatbot. Chỉ có giờ hành chính mới có nhân viên hỗ trợ thôi. Giờ hành chính thì nhân viên sẽ chat trực tiếp, còn ngoài giờ thì có chatbot, nó sẽ tự động chat, nó sẽ tự bán hàng cho mình. Chính sách quyền riêng tư. Ở đây mọi người có thể lên cái website của mình. Nếu mà mình đã có website, mình đã có điều khoản rồi, mình chỉ cần copy cái điều khoản đó bỏ vô. Ví dụ website của Hường là xgo.vn. Mình kéo xuống dưới cùng. Đấy, điều khoản dịch vụ. Mình copy nguyên cái điều khoản dịch vụ này. Mình bỏ vô cái pay của chúng ta luôn cho nhanh. Tuyên bố về quyền sở hữu và quyền tác giả. Tùy mỗi người. Ví dụ như Hường sẽ tuyên bố cái pay này thuộc quyền sở hữu của công ty TH Empire. Toàn bộ nội dung chia sẻ, sáng tạo từ pay thuộc quyền sở hữu của công ty TH Empire. Tùy, nếu như cả nhà là cá nhân thì mình cứ viết cá nhân, hoặc là quyền sở hữu của cái fanpage này cũng được. Đây là sản phẩm, mình có sản phẩm nào thì mình liệt kê ra. Tốt nhất là mình hãy liệt kê nhiều cái sản phẩm của mình ra. Nó giới hạn là 2000 ký tự lận mà. Mình liệt kê ra. Và khi mà mình dùng những từ khóa mà người ta tìm kiếm nhiều ấy, thì khách hàng tìm kiếm sẽ ra cái page của chúng ta. Ví dụ họ lên Google họ search là hướng dẫn quảng cáo Facebook chuyên sâu tất tần tật, hoặc là họ search là hướng dẫn quảng cáo Facebook chuyên sâu, mình sell page tốt, sell cái fanpage tốt, thì cái fanpage của chúng ta sẽ lên top đầu cái trang tìm kiếm đầu tiên của Google. Nhiều người họ biết đến chúng ta hơn. Tóm lại, mình hãy liệt kê ra những dịch vụ của mình, và những dịch vụ đó nó đi kèm với cái từ khóa mà khách hàng thường xuyên tìm kiếm. Ví dụ Hường có dịch vụ Facebook giúp bạn sử dụng Facebook hiệu quả, dịch vụ là lên tích xanh Facebook, dịch vụ là kháng tài khoản quảng cáo khi mà chịu quảng cáo chúng ta bị chết tài khoản nè, vân vân. Thông tin bổ sung. Thông tin bổ sung ở dưới á, thì mọi người thấy là nó tận 10.000 ký tự. Đây là mô tả kỹ nữa, tức là mình sell fanpage thêm một lần nữa. Fanpage của chúng ta nói về nội dung gì là chủ yếu. Mình viết nguyên một cái bài văn nói về cái page của chúng ta, giới thiệu, kể về lịch sử hình thành, hoặc là những cái sản phẩm chúng ta mà chúng ta hãy sử dụng những từ khóa lạ, lặp lại. Chúng ta muốn là khách hàng tìm kiếm với từ khóa gì, nó ra cái page của chúng ta, thì chúng ta cứ lặp lại cái từ khóa đó để chúng ta sell cái page của chúng ta cho tốt, để là lên top, không những lên top tìm kiếm của Facebook mà còn lên top tìm kiếm của cả Google luôn. Đấy, mọi người viết pay đi, viết thông tin đi. Bây giờ tới 10.000 ký tự nên là Hường sẽ viết ở ngoài video. Viết video này thì tốn thời gian của anh em. Ok, anh em tự viết nha. Cứ mô tả kỹ lắm. Lặp lại cái từ khóa mà mình muốn khách hàng tìm kiếm ra pay của chúng ta, lặp lại một vài lần. Ví dụ Hường viết vài dòng. Thực tế là viết nhiều lắm, Hường viết vài dòng thôi. Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để sử dụng tốt, sử dụng tối ưu nhất Facebook, tạo ra lợi nhuận cho công ty bạn nhân 10 lần thu nhập, nhân 10 lần dân số, hoặc nhân 3 thôi cho nó khiêm tốn, nhân 3 dân số. Rồi, ok. Về khoản giá thì mình coi thử là công ty mình thuộc sản phẩm cao cấp hay sản phẩm trung bình, hay là sản phẩm giá rất cao hay sản phẩm giá rẻ. Ví dụ bay của Hường thì đắt chẳng hạn. Rồi, các tài khoản khác. Mình liên kết với những cái tài khoản social media khác, tức là các mạng xã hội khác, để tăng cái độ tin cậy và tăng cái tính SEO, SEO của cái bay của chúng ta. Ví dụ như thêm tài khoản YouTube. Hường có một cái kênh YouTube nó có tên Tomato Hường, facebook.com/tomatohường này. Rồi thêm cái gì nữa, Instagram. Hường cũng có một cái tài khoản Instagram, nó có tên, username nó là Tomato Hường. Rồi tiếp, chúng ta có social media gì nữa thì chúng ta cứ add vô. Skype chẳng hạn, Hường sẽ để cái tài khoản Skype của mình vô đây. Liên kết nhiều social media thì kênh của chúng ta mới uy tín. Rồi, căn bản là như vậy thôi. Mình trở về. Rồi, ngay chỗ vai trò trên trang á,
thì mình nên ép thêm một vài quản trị viên là những người tin cậy, hoặc là một cái nick Facebook khác của mình làm quản trị viên. Ví dụ Hường có một cái nick tên là Hường Nguyễn, ép vô làm quản trị viên để phòng ngừa lỡ mà cái nick chính của mình bị gì á thì mình còn cái nick này, chứ không là mình không ép quản trị viên khác, nhiều khi cái page của chúng ta sẽ biến mất luôn nếu mà cái nick chính bị hack. Ok, mình chỉ cần copy cái link Facebook kia mình ép vô rồi mình gửi, nó bắt nhập mật khẩu khi mà ép quản trị viên đó, thì Hường sẽ nhập mật khẩu vô. Ok, Hường đã ép xong quản trị viên. Nếu như cả nhà có những người nhân viên ấy, ép họ làm biên tập viên, bởi vì là ép biên tập viên thì họ có rất là nhiều tính năng. Hầu như cái tính năng của quản trị viên, họ chỉ không có cái tính năng đó là remove cái quản trị viên ra, tức là họ không thể mình cho cái quản trị viên cái nick Facebook của mình ra khỏi cái page. Nếu mà cả nhà cài đặt nhân viên của chúng ta mà nhân viên chưa thực sự tin cậy á, cài đặt họ quản trị viên thì họ có thể remove mình, họ có thể cho mình ra khỏi cái quyền quản trị viên, bởi vì quyền quản trị viên thì ngang nhau, nên là cân nhắc uy tín trước khi mà mình ép ai đó làm quản trị viên cùng quản trị cái fanpage của chúng ta. Nên là chỉ cần ép biên tập viên, họ có thể chạy quảng cáo, họ có thể viết bài, họ có thể chỉnh sửa các thứ đầy đủ rồi. Mọi người tự ép vô ha, copy cái link Facebook của họ bỏ vào đây và thêm là được rồi. Nếu yêu cầu nhập mật khẩu Facebook thì mình nhập. Ok, chúng ta sẽ trở lại giao diện chính, bấm vào cái nút bé bé góc trái. Rồi đây là giao diện chính. Rồi xem còn cài đặt gì nữa không. Chỗ thêm nút, chúng ta sẽ thêm cái website bán hàng của chúng ta ở đây. Thường nếu mà chuyên nghiệp, chúng ta nên có một cái website riêng để bán hàng, khách hàng dễ mua ha. Ví dụ thêm vào tìm hiểu thêm để cái link website của mình. Ví dụ website của Hường chuyên về dịch vụ Facebook, đó là fb.xco.vn. Mình copy cái link đó. Cả nhà cũng có thể lên cái web này để tham khảo thêm các dịch vụ Facebook nếu muốn. Những dịch vụ này thì sau một thời gian cả nhà chạy quảng cáo thì sẽ cần đến nó đó. Chắc chắn là sẽ cần. Ok, lưu lại. Rồi. Ok, chúng ta xem với tư cách là khách hàng. Xem thử khách hàng truy cập thì sẽ xem cái page của chúng ta như thế nào. Đấy là khách truy cập, họ xem như thế. Nếu như họ click vào nút tìm hiểu thêm thì họ ra cái web nó tên là fb.xco.vn. Rồi họ sẽ thấy những thông tin đó. Rồi ok. Xem chất lượng trang thì mình sẽ thấy là trang của bạn không hạn chế hay vi phạm, mới tạo mà, có làm gì đâu mà. Nếu sau này bị cái gì thì mình tự gỡ, hoặc là nếu mà không gỡ được thì nhờ bên dịch vụ họ gỡ cho mình. Nếu page của chúng ta lên vài chục nghìn like rồi. Ở đây nó có thông tin thêm, thông tin đặt lịch hẹn này nọ, một số cái thông tin miễn phí. Rồi xem sơ qua cài đặt xem nào. Đấy, chúng ta có thể thêm cửa hàng của mình, bấm vào xem thêm và thêm cửa hàng của mình. Cửa hàng ở đây chúng ta sẽ liệt kê rất là nhiều cái sản phẩm. Nếu mà chúng ta có nhiều sản phẩm, khách hàng cảm thấy thú vị về cái page của mình, họ ghé thăm thì họ sẽ thấy những cửa hàng, những cái sản phẩm được liệt kê sẵn trong cửa hàng. Ví dụ gần thêm một cái sản phẩm thử xem nha. Bấm vào đồng ý với các điều khoản, bấm tiếp tục. Rồi, có thể là nhắn tin mua hoặc là nó có sẵn cái page. Tiếp tục. Rồi, đồng thanh toán có thể là đồng Việt Nam. Còn nếu mà chúng ta đang bán sản phẩm tại Mỹ á, thì cái đồng của chúng ta nó sẽ là đô la Mỹ. Kiếm đô la Mỹ xem nào. Đấy, còn không thì bán cái sản phẩm Việt Nam, mình cứ để Việt Nam đồng. Rồi lưu. Rồi, mình có thể thêm sản phẩm, thêm hình ảnh, thêm video về cái sản phẩm đó, tên, giá, mô tả thông tin này nọ. Thì mình có thể tham khảo những cái page lớn họ đã làm những cửa hàng để mình coi thử là cái việc mô tả kỹ về sản phẩm nó như thế nào. Tốt nhất là cả nhà nên có một cái website riêng để cho nó chuyên nghiệp nha. Ví dụ có thể search
Dù Nguyễn Hiếu Yoga thì mà cửa hàng của họ có gì? Mình kéo xuống, bấm vô xem thêm, coi cửa hàng này họ có gì. Thì đấy, họ có một vài cái sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên 699 ngàn. Sản phẩm số 2 là sau 468. Đấy, có những cái sản phẩm như vậy. Thực tế họ có nhiều hơn đó cả nhà. Thường thì chúng ta mua trên web thì nó đầy đủ chi tiết hơn. Họ có thể liệt kê cửa hàng như vậy, mô tả sản phẩm, giá. Ai muốn mua thì họ có thể mua ngay. Nhiều người họ thích mua và không cần hỏi đó. Thế thì cả nhà có thể tham khảo, hoặc là ở trên Clickbank mọi người có thể là xây một cái page sản phẩm, bán sản phẩm cho người già. Thì người già họ bị tiểu đường nè, rồi họ bị mập nè, họ bị cholesterol nhiều, họ bị cao huyết áp, rất là nhiều vấn đề. Thì chúng ta có thể có cửa hàng trong đấy có rất là nhiều sản phẩm, để những người già họ lên họ thích cái sản phẩm nào, họ có nhu cầu nào thì họ có thể mua ngay trên cái trang của chúng ta. Ok, như vậy thôi thì Hường đã làm xong tạo bay và tối ưu. Như vậy thôi, tạm dừng được rồi. Thực ra còn một số cái tối ưu và sale bay khác, nhưng mà chúng ta cứ đi tiếp đi. Làm hết những cái phần căn bản đã, rồi quay trở lại. Thì mình sẽ làm kỹ tối ưu thêm cái bay. Bởi vì mình đi tốc độ chậm quá thì dễ làm anh em không hình dung được cái câu chuyện làm bay như thế nào. Thì chúng ta sẽ cảm thấy mình làm không được nhiều, không ít hứng thú, nên là cả nhà cứ làm tiếp đi. Quay lại chúng ta tối ưu bay sau. Yên tâm. Cái đó điều quan trọng nhất là cái nội dung trên bay á. Nội dung trên bay càng hay càng hấp dẫn thì chi phí quảng cáo của chúng ta càng rẻ và chúng ta có nhiều khách hàng. Nên là chúng ta hãy bắt đầu cái video số 2 là nội dung đăng trên bay là gì. Ok, nhớ xem trọn vẹn nha. Chắc chắn là phải trọn vẹn.